Kính thưa quý vị thân thương nhất của kênh Thăng Long TV, hôm nay Cường xin tí thời gian Cường hầu chuyện cùng quý vị. Sau bao nhiêu tháng chờ đợi mong mỏi thì hôm nay quả thật cô nàng 19 tuổi tên là Cô Vi đã ghé thăm hãng Toshiba của Cường, và lệnh từ tổng giám đốc của Toshiba mọi người được nghỉ 2 tuần, có lương đàng hoàng, lương đó Toshiba sẽ trả hoàn toàn 100%, 8 tiếng một ngày, và không có đụng đậy về tới cái phép của mình. Có nghĩa là cái phép của mình bao nhiêu thì mình cứ giữ cái phép của mình ở đó, giống như một tháng năm cần làm cần có 4 tuần phép, chúng ta không có đụng tới. Sướng là sướng cái đó, được trả tiền và không mất phép, mà được ở nhà lo chăm sóc nhà cửa. Có khi có thời gian thì Cường nói chuyện với lại quý vị khán thính giả. Đó là tình hình của Toshiba. Và bây giờ quay lại tình hình của Houston. Thì Houston đã có 2 người cảnh sát ngày hôm nay đã bị nhiễm virus Corona. Và thành phố San Antonio cách Cường cũng 3-4 tiếng xa chạy cũng đã có 1 người tử vong. Và thành phố Harris County ở của Houston của Cường cũng có 1 người. Cô nàng bị ung thư ngực và sau đó chuyển sang cái bệnh nhiễm corona luôn. Và cái thứ ba nữa là Galveston, thành phố biển cách Cường khoảng 45 phút xe chạy, cũng bị shutdown, nội bất xuất ngoại bất nhập. Và lệnh giới nghiêm bất kể từ đêm nay 12 giờ, mọi người không được quyền đi đâu. Nếu đi, đi mua sữa cho con, đi mua thuốc, chứ còn đi mua bia là coi chừng. Là coi chừng. Cảnh sát có quyền đi xung quanh nhà của bạn, nhưng thấy xe cộ đậu nhiều ở trên cái parking lot hay là trên cái driveway, cảnh sát có quyền gõ cửa và kiểm tra giấy tờ. Chẳng hạn như nhà đó ở có 4 người mà bây giờ tại sao có 6 người, 7 người, 8 người, thì coi chừng bị phạt và cảnh cáo. Dạ thưa vâng, đó là những cái tin mà Cường xin cống hiến quý vị khán thính giả mới vừa xảy ra. Còn những vấn đề nào tiếp thì Cường sẽ trình bày cho quý vị nha. Và bây giờ quay lại tình hình của Houston. Thì Houston đã có 2 người cảnh sát ngày hôm nay đã bị nhiễm virus Corona. Và thành phố San Antonio cách Cường cũng 3-4 tiếng xa chạy cũng đã có 1 người tử vong. Và thành phố Harris County ở của Houston của Cường cũng có 1 người. Cô nàng bị ung thư ngực và sau đó chuyển sang cái bệnh nhiễm corona luôn. Và cái thứ ba nữa là Galveston, thành phố biển cách Cường khoảng 45 phút xe chạy, cũng bị shutdown, nội bất xuất ngoại bất nhập. Và lệnh giới nghiêm bất kể từ đêm nay 12 giờ, mọi người không được quyền đi đâu. Nếu đi, đi mua sữa cho con, đi mua thuốc, chứ còn đi mua bia là coi chừng. Là coi chừng. Cảnh sát có quyền đi xung quanh nhà của bạn, nhưng thấy xe cộ đậu nhiều ở trên cái parking lot hay là trên cái driveway, cảnh sát có quyền gọi thì coi đến giặc. Còn những vấn đề nào tiếp thì Cường sẽ trình bày cho quý vị nha. Thank you.